JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2019 đang nhập về rất là nhiều dòng Jaguar Suzang KMS1604 DSP. Đây là hàng chuẩn Hàn Quốc, mình nhập được bởi Komi. Em về rất là nhiều đấy ạ. Vâng, thì ngày hôm nay bên em về rất là nhiều các bác nhé. Vâng, một thương hiệu của đất nước Hàn Quốc rất là nổi tiếng suốt bao nhiêu năm, dòng Jaguar Suzang. Vâng, đây là những phiên bản của thế hệ mới 2018 sản xuất, và hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2019 bên em nhập về khá là nhiều. Cả những cái dòng mic của Jaguar. Đây là hàng toàn bộ là hàng chuẩn của Hàn Quốc, có thể cần check mã tem mã code. Vâng, đây là 1604 này, và 303 này, 303 Classic này, cũng KMS này, và có cả những cái dòng 506 của Jaguar có Bluetooth. Vâng, bên em về rất là nhiều, cả 1204 nữa ạ. Vâng, đây là xe hàng hôm nay bên em về để trưng bày ở showroom JK Audio. Vâng, bác nào quan tâm những cái dòng thương hiệu nổi tiếng Jaguar Suzang của Hàn Quốc thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh nhé. Vâng, hôm nay bên em sẽ test một số sản phẩm cho những bác khách. Vâng, đây là tất cả những cái tờ catalog của thương Komi. Vâng, đây là tất cả những cái sản phẩm của Jaguar Suzang đất nước của Hàn Quốc xuất sang các nước. Vâng, thì quay trở lại đơn của anh Vũ Đình Văn ở Đồng Nai. Vâng, bên em cũng vừa giới thiệu bên em nhập về rất là nhiều dòng âm ly thế hệ mới của Jaguar Suzang, mã là KMS1604 DSP. Vâng, đơn của anh Vũ Đình Văn, và anh đã cọc bên em rồi ạ. Vâng, còn 10 triệu là cái tiền anh phải thanh toán. Vâng, thì anh Văn nhá, đây là nguyên kiện đấy ạ. Kẹp đồng còn chưa tháo ra đâu, đây là hàng đập hộp luôn ạ. Đập hộp luôn. Và có check những mã tem mã code đấy ạ. Đây có những cái tem để chúng ta check mã tem mã code. Đây, Jaguar Suzang KMS1604 ạ. Đây toàn bộ là hàng của Hàn Quốc xịn. Đây, hai mặt của bên em chưa bóc đâu anh nhé. Đồng sau đây em xin phép nó đưa vào phòng kỹ thuật test để trước khi gửi cho anh Văn nó ổn định hoàn hảo thì bắt đầu bên em mới bắt đầu ship. Vâng, đây là anh Vũ Đình Văn nhé. Vâng, đây là đi Jaguar KMS1604 DSP Hàn Quốc mà anh trao đổi với bên JK Audio cũng rất là cẩn thận, thì bên em cũng hướng dẫn anh cách check tem mã code. Và đây là hàng niêm phong anh nhé. Bây giờ em xin phép mở ra để bên em giới thiệu cho anh Văn rất là chi tiết. Đây là hàng Hàn Quốc xịn. Anh cậy cho em với anh. Còn, anh cậy ra. Đây còn kẹp đồng luôn đấy ạ. Bắt đầu bên em mới mở ra đấy ạ. Đây mới là cái quan trọng anh Văn nhé. Hàng niêm phong của nhà máy, bắt đầu đến JK Audio mới được mở ra và kiểm tra. Xem để cái đơn của anh riêng đây. Thấy không? Vẫn còn nguyên kẹp sắt đấy ạ. Đây phía bên trong đây anh nhé. Phía bên trong xốp rất là dày, ni lông chưa động chạm gì luôn đấy ạ. Đây có cả cái hộp chống cái gói chống ẩm đấy ạ. Và sau đây em xin phép được bỏ ra và bắt đầu giới thiệu chi tiết cho anh Văn. Xốp rất là dày, và bên em khi mà test xong bên em cũng đóng xốp chống sốc ở bên ngoài nữa, vì thế anh yên tâm là hàng đến tay anh vẫn còn nguyên vẹn. Vâng, đây là những sản phẩm cao cấp của Jaguar, bên em rất là cẩn thận. Đây là cả catalog đây ạ. Vâng, cởi catalog đây, đi kèm đây ạ. Đây anh nhé, catalog chuẩn luôn đây này, KMS1604. Và đây là bên trong này có những cái phiếu tem bảo hành chính hãng. Đây ạ, phiếu tem bảo hành. Cái này anh có thể đây, người ta hướng dẫn luôn là anh có thể check code đấy ạ. Và mỗi một cái đầu máy này nó chỉ có một cái mã số đấy ạ. Vâng, đây là cái quan trọng. Và đây là phiếu bảo hành đây, được bên công ty Komi nhập khẩu. Và đây là có kèm theo hai cái tai để anh có thể bắt vào trong cái cạnh đây, hoặc là anh không cần thì anh có thể cất đi. Đấy là cái tiện ích của cái tai. Vâng, xốp dày anh nhé. Và đây là những cái cần lưu ý. Vâng, anh tháo cho em cái ni lông ra với. Đây là những cái này anh, bên em sẽ gửi kèm luôn với cái âm ly Jaguar 1604 này của anh, để bên em có chế độ bảo hành. Vâng, thì đây là cái sản phẩm mà anh Văn ở Đồng Nai mà anh đã đặt. Vâng, gầm đi ra đây ạ, thương hiệu Jaguar Suzang của Hàn Quốc đây. Vâng, mã KMS1604, không thể nhầm lẫn đâu được, và thị trường không có hàng nhái, vì thế anh yên tâm nhé. Vâng, thì đây là cái check tem mã code đây anh ạ. Đây là tem chống hàng giả này, tem chống hàng giả. Và đây có một cái tem nhựa này, anh có thể cậy lên này, lấy cái điện thoại, anh có thể cậy lên anh check nhé. Đợi em xíu. Đây, ở đây anh để ý này, anh có thể lật được cái tem này lên này. Rất là khó, anh lấy con dao anh tách nhẹ thôi. Đấy, đây, anh lấy đây, ở trong này nó có một cái cốt ở đây này. Đấy, đây là cái hàng xịn nó mới có anh nhá. Anh đây bên em đang check bằng điện thoại đấy ạ. Đây anh ơi, đây nhanh nhá. Để check ra cái thương hiệu Jaguar Suzang, khi mà anh cũng đã quét được cái mã code ở tem nhựa này, anh có thể là lật lên. Đấy thì nó ra cái Komi đấy ạ. Đây thương hiệu Jaguar Suzang đây. Mã code đây anh ơi nhá. Đây có mã code đây này. CQGT code này. Đây BAC9561. Đây là cái series của cái máy âm ly Jaguar Suzang 1604 của anh Văn. Đấy thì là bên em đã check cho anh là đây là hàng xịn, hàng chuẩn nhé, vì thế anh yên tâm. Một lần nữa, đây anh có thể đậy lại và anh về anh có thể quét lại anh nhé. Vâng, và ở đây có một cái tem đây này, bật cam lên, ở đây có ok này, bật cam lên. Đấy, chỗ ok này, đây quay rộng ra, có thể đây, cam đây chỗ ok này. Vâng, khi mà anh đưa cái cam của điện thoại ấy, cam của điện thoại, anh dọi vào cái tem vàng này này, đây tem vàng này nhá, nó sẽ hiện lên chữ ok anh ạ. Đây, ok anh nhìn thấy không ạ? Vâng, đây là chữ ok. Đây là hàng zin Hàn Quốc cho anh. Đây, đây là những cái chống hàng giả anh nhé, những hàng giả không có đâu anh ạ. Vâng, ok này. Đấy, tem chống hàng giả. Tất cả những cái này là của Hàn Quốc. Và sau đây em đây cả một cái thẻ này nữa, thẻ này đi kèm. Đây là cái thẻ này là cách hướng dẫn để chúng ta test check mã code. Khi mà chúng ta lật cái tem nhựa này lên, đây thì em vừa test cho anh xong thì anh đánh giá được đây là hàng thế nào nhé. Và sau đây em sẽ đưa vào phòng kỹ thuật test và bỏ ra quay cái sản phẩm của anh đã đặt bên JK Audio. Còn thì đây là mặt trước đấy ạ, mặt trước của cái âm ly Jaguar Suzang KMS1604 DSP. Đây toàn bộ giấy tờ đi kèm, đơn của anh Văn ở Đồng Nai. Vâng, đây phía sau anh nhé, đây phía sau đây ạ. Công suất con này cực lớn, nó là 2.200W cho 4 kênh. Và mỗi kênh nó vào khoảng 525W. Made in Korea anh nhé. Đây là những cái thông số quan trọng. Và có một cái tem. Vâng, đấy là tất cả những gì mà phía Hàn Quốc làm để chúng ta chống hàng giả. Đây cam mã code từng đời máy một. Và đây là 4 cái cầu đỏ đen đấy ạ, là đánh được $2. Và đặc biệt là ở đây có chế độ chơi xúc điện, có cầu rắc can đông để chơi xúc điện. Đấy rất là hay. Ở 1204 nó cũng có, nhưng 1604 này nó công suất nó khỏe hơn và nhiều chế độ chơi hơn. Đây chúng ta có thể đánh chập kênh, đánh chế độ drive này, chúng ta có thể đánh được súp hơi đấy ạ. Vâng, rất nhiều chế độ đấy ạ. Vâng, chế độ 2 kênh drive này, chế độ 4 CH này, chế độ 2.1 CH này. Vâng, rất nhiều chế độ chơi anh nhé. Vâng, đây là cái sự nổi trội của 1604 mà ở cái Omni 1204 nó không có. Và rất nhiều chế độ chơi nhạc, pop, dốc, ra này. Đây chế độ chuyển kênh anh nhé, 4 kênh này. Thì mà anh chơi chế độ súp hơi, anh chuyển cho em chế độ 2.1 set này. Đây là chế độ chơi súp hơi. Và đặc biệt cái dòng này có cả echo và reverse, rất là hay. Và sau đây em xin phép để em được test nhạc cho anh, để xem sự ổn định hoạt động hoàn hảo. Bắt đầu mới ship cho anh Văn. Vâng, thì đây là ba em bắt đầu ghép nhạc với đôi loa full Jarguar VA12. Đây em chỉ chơi một đôi thôi anh nhé. Anh có thể chơi được 2 đôi loa full này và anh căng đét vô tư, vì đây là dòng công suất lớn 2200W cho 4 kênh, thì mỗi kênh nó cũng được 525W, thì anh có thể chơi được 2 đôi loa full. Và đây những cái nổi trội ở phía mặt trước nữa, nó có cả đảo pha của súp này, cả đảo pha của súp khi mà chúng ta có súp kết nối phía đằng sau. Và đây là các tần số và volume to nhỏ của súp đấy ạ. Đó, ở đây có cả chế độ lọc tạp âm, noise gate, chế độ lọc tạp âm. Và có cả chống hú feedback đấy ạ. Chống hú đấy ạ. Chống hú feedback. Đấy, nhiều cấp độ, nó 10 cấp độ chống hú. Đó. Đó là những cái nổi trội của trên dòng 1604 này, nó được tích hợp. Đây, khi mà anh đánh loa thông thường 4 kênh thì anh đánh 4 set cho em. Đấy, 2 set này và 2.1 set là chế độ chơi super và chế độ chơi nhạc đấy ạ. Đây, rất là nhiều chế độ dốc, pop này, ra này. Vâng, sau đây em sẽ cho nhạc to lên một chút xíu. Em nói các bác đi, anh Văn nhận cái này echo và reverse rất là ngọt ngào. Bên em test rất là nhiều rồi ạ. Vâng, và anh có biết cái thông tin này ở trên kênh YouTube thì anh có đặt cho mình, thì anh cũng trải nghiệm được cái phần nào cái echo và reverse rất là hay. Anh Văn là người mua đặt cho mình âm ly Jaguar Suzang KMS1604 DSP. Thì anh là người quá xanh sỏ, anh quá tìm hiểu kỹ về cái dòng âm ly này. Đây là dòng công nghệ mới của Jaguar, nhạc rất là hay và chức năng khá là nhiều được tích hợp. Bên em test rất là nhiều cái chức năng của cái âm ly Jaguar Suzang KMS1604 của DSP của anh hoạt động rất tốt ạ. Tất cả mic là bên em cũng test rồi ạ. Vâng, rất là ổn định. Và sau đây em xin phép được dừng video và bỏ ra cho nhân viên đóng hàng. Vâng, sau cùng thì em chúc anh Văn và gia đình sức khỏe và cho anh luôn thành công trong cuộc sống ạ. Vâng, chào anh Văn và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ. Vâng, sau khi bên em đã test cái âm ly Jaguar Suzang KMS1604 DSP của anh Văn ở Đồng Nai thì bên em có cái món quà chuyên, đó là một cái áo mưa được in logo của JK Audio. Vâng, không có gì là to tát cả, nó chỉ là một món quà chuyên nhỏ nhỏ thôi ạ. Vâng, anh cái này có thể giúp anh tránh được những cơn mưa bất chợt. Vâng, nên là cái món quà chuyên của JK Audio đến anh Văn ạ. Vâng, đây anh Vũ Đình Văn nhé. Sau khi bên em đã test rất là cẩn thận cái âm ly Jaguar 1604 DSP, bên em ở bên trong bản thân nhà máy bọc xốp rất là dày rồi, bây giờ em bọc thêm cái xốp chống xốp bên ngoài nữa, rất là cẩn thận sát cạnh luôn ạ. Vì thế anh yên tâm về cái sản phẩm anh đặt bên JK Audio vận chuyển rất là xa nhé.